Xin chào quý anh chị cùng quý vị khách quý đã trở lại kênh YouTube của sàn ô tô Việt Nam. Lời tiên em gửi đến quý vị khách quý là những lời chào ngọt ngào nhất cho ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây thì sàn ô tô Việt Nam tung ra rất nhiều sản phẩm mới để chuẩn bị đón xuân năm 2023, vừa được giảm giá và được đem đến những chiếc xe đẹp và bảo hành 6 tháng của phần động cơ. Và những chiếc xe em Hương đang muốn nói với quý vị thì máy quay đưa vào bên trong của chúng ta nhìn thấy những chiếc xe để chuẩn bị chung cho chào bán nhé. Đây là chiếc xe Honda CRV bản G được em Hương chào bán với giá 810 triệu đồng mà có một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Đó là máy nguyên số chia ra và không đâm va, không ngập nước, không gây tai nạn giao thông quý vị nhé. Cái này là một chiếc xe Mazda CX-5 với một động cơ 2.5 một cầu. Em Hương chào bán với giá là 785 triệu đồng thôi mà đã có một chiếc xe Mazda CX-5 đi rồi. Với màu xanh Carbonside thì rất hot cho nhiều những người muốn thích em nó, màu xanh Carbonside, biển kiểm soát Hà Nội quý vị nhé. Đây là một chiếc xe LS460 với một động cơ 4.6 được sản xuất năm 2007, đăng ký 2016 với giá 860 triệu đồng. 860 triệu đồng cho một chiếc xe LS cực đẹp, máy zin. 485 triệu đồng thôi đã có một chiếc xe Nissan Navara đi rồi. Nissan Navara quá hoàn hảo, được trang bị cam 360 quanh xe và đăng kiểm đến năm 2023 mới đạn song hành cùng đường bộ quý vị nhé. Còn đây là một chiếc xe Toyota Yaris với một động cơ 1.5 nhập khẩu Thái Lan. Em Hương đang chào bán cho chiếc xe này với giá là 325 triệu đồng. Còn đây là Lenovo Zhang Vũ nhập khẩu nguyên chiếc tại Anh Quốc. Em Hương đang chào bán cho chiếc xe Lenovo Zhang Vũ này với giá trị là 1 tỷ 250 triệu đồng cho chiếc xe Lenovo. Đây là một chiếc xe Audi A5 nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức, được sản xuất năm 2015. Đăng ký 2016, em Hương chào bán với giá là 1 tỷ 80 triệu đồng. Đây là một chiếc xe S350 với một động cơ 3.0 sản xuất 2008, em Hương chào bán với giá là 565 triệu đồng. 565 triệu đồng thôi đã có một chiếc xe Đức hoàn hảo đi rồi. Cam kết là máy nguyên số chưa ra và đăng kiểm đến cuối năm 2023 mới hạn đăng kiểm xong hành cùng đường bộ quý vị nhé. Đây là một chiếc xe Wajek với động cơ 3.2 nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan, được sản xuất năm 2017. Năm 2017 thì anh chủ bỏ ra khá nhiều tiền cho chiếc xe Wajek xịn sò đến như vậy mà em Hương đang chào bán cho chiếc xe Wajek này với giá là 745 triệu đồng. Bạn chờ tôi tí tôi gọi lại cho. Con đây là một chiếc xe BMW 730Li sản xuất năm 2010. Năm 2010 thì giá trị cho chiếc xe 730Li lên khá nhiều tiền. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức, một dàn lốp dày dặn với bộ la răng đa chấu, một hệ thống phanh ABS, EBD, la răng 18 cực kỳ bám đường. Máy Mương đang chào bán cho chiếc xe với giá 785 triệu đồng. Bên cạnh tay trái tôi đó là một chiếc xe Hyundai Tucson bản SUV với dòng cỡ nhỏ mà rất xịn sò, một chủ từ mới. Hai rửa đèn pha tự động và cảm biến trước sau và dài đèn LED gầm cực kỳ đẹp. Kết hợp với đôi đèn bi xenon và những dải đèn chiếu sáng như chiếc xe Hyundai Tucson. Rất là ok mà với cái tầm tiền em Mương đang chào bán với giá là 770 triệu đồng mà sản xuất 2018, đăng ký 2019, xe chạy 5 vạn, một chủ từ mới nhé. Đây là một chiếc xe Tourel sản xuất năm 2015 với một động cơ 2.5, không khác với con Camry Q2.5. Nếu Camry Q2015 thì nó phải gấp đôi lần tiền của chiếc xe này, nó phải lên đến trên 700 triệu. Mấy mương chào bán với giá 445 triệu đồng cho một chiếc xe phân khúc D cực đẹp. Với giá trị cho Mercedes-Benz thì một chiếc xe Mercedes-Benz năm 2013. Máy dầu số tự động sản xuất 2013, mấy mương chào bán với giá 725 triệu đồng. Hôm nay mương bán 700 quý vị nhé. Đây là một chiếc xe Audi A6 với một động cơ là 1.8 mà em Hương đang chào bán cho chiếc xe này với giá trị ngày hôm nay là 1 tỷ 250 triệu đồng. 1 tỷ 250 triệu đồng thôi mà đã có một chiếc xe Audi sản xuất 2017, đăng ký 2018, A6 rồi. Bên tay trái tôi là một chiếc xe CRA nhập khẩu Hungary
Với tầm tiền 700 triệu thì không biết mua chiếc xe nào thì chiếc xe Hungary hợp lý cực kỳ quý vị nhé. $565 triệu thôi mà đã có một chiếc xe BMW 320i model 2013. Với những giải đèn LED và kết hợp với đèn lục lăng mới cho năm 2013 thì mới có chiếc xe đó, nội thất bên trong nguyên bản máy zin với giá $565 triệu. Còn đây là một chiếc xe Audi Q7 với động cơ 3.6 V6 mặc form mới, em Hương chào bán với giá là $750 triệu. Em Hương có rất nhiều dòng xe quý vị nha, Hyundai Santa Fe sản xuất 2019 với giá là 1.150 triệu. Với một chiếc xe Mui Trần Mazda 3 sản xuất 2020, Mercedes-Benz C250 Exclusive sản xuất 2016, Mercedes-Benz C250 sản xuất 2012, giá chào bán cho chiếc xe là $475 triệu. Có rất nhiều các dòng xe đang trên đường về và chào bán. Quý vị muốn đặt cho mình một chiếc xe hộp ưng ý chỉ cần nhấc máy gọi ngay cho em Hương của mình là 0917 39 9798 hoặc website sanotovietnam.com hoặc YouTube Sanoto Việt Nam. Một lần nữa thì gửi đến quý vị khách quý một lời cảm ơn chân thành nhất và xin chào và hẹn gặp lại.